Xin chào các bạn đã trở lại với TechMag Việt Nam. Đúng với tiêu chí là một kênh về công nghệ và cả khoa học nữa thì hôm nay với tinh thần là em yêu khoa học cũng như là vị thế của một người đã học xong phổ thông thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng rất là hay trên điện thoại dành riêng cho những bạn nào yêu thích môn học hóa học. Ok. Và cái ứng dụng này nó như thế nào mà lại liên quan đến hóa học? Cho cái gì vào trong điện thoại cho nó nổ đúng không? Không, cái này thì nó sẽ giả lập cho chúng ta một cái bình thí nghiệm nơi mà các bạn có thể cho các thể loại chất vào và xem nó phản ứng ra sao. Thì cái ứng dụng này có tên là Beaker. Beaker tiếng Anh có nghĩa là cái bình hóa học, bình thủy ấy, cái cốc mà chúng ta hay cho các chất vào sau đó lắc lắc, không phải ống nghiệm nhá, mà là cái cốc to to ấy. Đó. Thì khi mà bật cái ứng dụng này lên thì màn hình đen xì như này. Nó chỉ có đúng một vòng tròn rất nhỏ ở trên thôi. Và cái màn hình này nó sẽ biểu thị toàn bộ những cái phản ứng hóa học cũng như những chất hóa học ở trong này. Chúng ta sẽ có rất nhiều chất khác nhau này. Ví dụ từ những hợp chất cho đến những chất đơn trong vòng tuần hoàn. Đó, rất là nhiều. Và ví dụ mình sẽ sử dụng một cái phản ứng đơn giản trước đi. H2SO4 đậm đặc này. Đó, bấm vào xong giữ để nó chảy xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái gì đó vào cho nó hay ho. Ví dụ như là mình cho nhôm. Đó, các bạn có thể thấy nhôm nó phản ứng với H2SO4 đậm đặc và nó sáng lên như thế này, chứng tỏ nó đang sinh ra nhiệt. Và không chỉ có trộn các loại chất hóa học với nhau mà các bạn hoàn toàn có thể cho thêm những cái xúc tác khác. Ví dụ như là, đó, khi mà bấm vào cái vòng tròn này, xong vào góc dưới bên trái, chúng ta sẽ có các chất xúc tác như là diêm này, không khí này, cái lít, lít ở trên cùng là cái nắp, cái burner là cái để đun nóng cái bình ống nghiệm chúng ta lên. Ngoài ra thì có một số cái khác mà bị làm mờ ở đây thì các bạn sẽ phải mua. Nhưng mà cái đó thì mình nghĩ là chưa cần thiết lắm, bởi vì là với những cái phản ứng cơ bản chúng ta dùng mấy cái trên này là đủ rồi. Ví dụ như là với phản ứng này thì mình chỉ cần quẹt tay lên màn hình là diêm nó sẽ cháy. Đó, hay không? Ví dụ những cái phản ứng mà liên quan đến oxy hay là những cái phản ứng nào đó mà sinh ra khí gây cháy chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng diêm để xem nó cháy nó nổ như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta có nắp đậy. Đó, bấm vào nắp đậy và nó sẽ hiện instant. Và kéo từ trên bên phải ra, nó sẽ có cái nắp nó hiện ra và nó sẽ đậy kín cái ống nghiệm chúng ta lại. Chúng ta có cái đun ở dưới, đó, vuốt từ bên phải sang trái ở dưới đáy là nó sẽ ra một cái để chúng ta đun cái bình thí nghiệm. Khi mà các bạn đã sử dụng chán rồi ấy và muốn thực hiện một cái phản ứng mới thì chúng ta chỉ đơn giản là đổ nó đi. Đấy, thì là tất cả những thứ gì ở trong cái bình thí nghiệm này nó sẽ được đổ ra ngoài và chúng ta sẽ bắt đầu một cái thí nghiệm mới. Ví dụ mình có cái phản ứng khá thích, đó là cái phản ứng nhiệt nhôm. Nó sẽ là gồm có FeSO3. Mình lấy 3 viên FeSO3 và mình lấy nhôm Al. Al 4 5 6. FeSO3 thì cái công thức phản ứng của nó sẽ là 1 FeSO3 cộng 2 Al. Thì đây mình sẽ cho vào. Lúc đầu nó sẽ là những cái viên lớn, nhưng mà khi mình lắc nó lên thì nó sẽ được nghiền nhỏ ra thành những viên nhỏ. Và để cho cái phản ứng này xảy ra thì mình cần một nguồn nhiệt. Mình có thể dùng diêm dí vào hoặc là mình có thể dùng cái đun ở dưới. Đó, một lúc sau các bạn sẽ thấy là cái phản ứng nó diễn ra. Đó, đây chính là phản ứng nhiệt nhôm. Úi dồi, nổ vãi. Và chúng ta có cái công thức hóa học ở trên luôn. Và các bạn thấy là nó đã cân bằng chúng ta luôn rồi. Chán rồi lại đổ đi. Ok, sạch sẽ như chưa có gì xảy ra. Chúng ta cũng có thể dùng những cái phản ứng đơn giản và rất thú vị khác. Ví dụ như là H2O này, chúng ta cho nước này. Và chúng ta sẽ cho natri, Na. Đó, ngay lập tức là nó sẽ phản ứng với nước và nó nhảy ở trên mặt nước luôn. Rất thật với cả cái những phản ứng thật đúng không? Và đây là một cái ứng dụng cực kỳ hay. Và còn rất nhiều thứ thú vị khác để cho các bạn có thể khám phá trong cái ứng dụng này. Và hy vọng là nó sẽ cho các bạn một cái môi trường để có thể thực hành môn hóa học một cách hiệu quả hơn. Còn bây giờ thì ứng dụng này hay quá cho nên mình phải đi nghiên cứu tiếp đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.